Các bác thân mến, hôm nay Chim Cú Cánh Hay xin chia sẻ một cái nứa chim. Cái nứa chim này thì mình cũng có khoảng tầm 50 em. Hiện giờ là 50 em là độ tuổi nó rơi vào tháng thứ 5. Đó. Như em này là tháng thứ 5, tháng thứ 6. Thì các bạn thấy là chân nó vẫn còn chưa 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 phải là mốc hay là đỏ gì cả. Đó. Đấy. Thì các bạn thấy là được cái là cườm cũng đã khép, cườm vừng. Và đây là chú chim này là được phát hiện tố chất sau khi cho lên đây để ép đàn. Thì đây là chú chim này là được mệnh danh là chú chim thổ. Được phát hiện hôm nay là nó gù mái và nó rất là thúc rất là nhiều khi có kích và bắt đầu là nổi dần. Những cái giai đoạn này thì con chim này nó sẽ nổi rất nhanh. Và nếu như các bạn muốn tìm một chú chim để mà chơi thì đây là một cái dịp rất tốt. Các bạn nhìn này, cái đường cườm của nó, cái đường viền của nó từ phần gáy cổ nó rất là sắc nét. Đó. Đây là những con chim này nếu như các bạn nuôi khoảng một tháng nữa thì thực sự nó là lên chim khách. Và các bạn nuôi một năm nữa thì khỏi phải là nó sẽ là biết chất luôn. Đó. Thì đây là chú chim này là cườm, gọi là cườm vừng. Rất là rõ nét, mặc dù là nó còn non chim mà nó đã đạt được mức độ như này rồi. Thì nếu thử hỏi nó già, mắt đỏ, cườm, óng ánh thì nó sẽ như thế nào. Tôi làm cái clip này phần lớn là cũng muốn gửi đến mấy bác cao tuổi. Các bác bảo là gửi cho bác một con chim nó có tố chất và tầm 5-6 tháng tuổi và về để nuôi nên khách. Thì tôi làm cái clip này theo yêu cầu của một bác ở trong Thanh Hóa. Bác năm nay cũng có nói là 70 tuổi. Thì tôi sẽ gửi riêng cái clip này nhà ý ám đến là bác sẽ xem clip này, bác biết con này. Và bác cũng yêu cầu là nói giá luôn. Thì đây là tôi cũng xin phép là nói giá là con chim này là giá để anh em thương lượng là tôi sẽ bán giá 1,5 triệu. Đó. Bởi vì con chim này tôi bảo hành là con chim trống và nó là con chim thổ. Đấy. Và con chim này nó là con chim là giống chim ở nhà đẻ ra nuôi sau 6 tháng. Và bây giờ bắt đầu gù, bắt đầu thuần đứng lồng rất là thuần thục. Đấy, thì khi mà các bạn về chơi khoảng một tháng nữa thì bắt đầu là các bạn đi vào là khai thác và nó chính là con chim của các bạn. Cái ưu điểm của con chim này là bộ rất là sáng. Đấy, bộ sáng, cườm rất là dày, độ thuần rất là cao. Đấy, và tôi bảo hành giọng và đối bảo hành giới tính. Đặc biệt các bạn nhìn để ý này, cái chân của nó rất là đỏ. Cái chân của nó rất đỏ. Đó. Đấy, chân của nó rất đỏ. Tôi có thể vì cái máy ảnh của tôi nó có một cái nắp, nó giống như một cái con rắn đu đưa, là con chim nó sẽ phản xạ một chút. Đó. Chân rất là đỏ. Chân đỏ màu gạch non nhá, chứ không phải đỏ tím nhá các bạn nhá. Đây này, chân đỏ gạch non. Đó. Đó. Đây là mình gọi con này là con clip số 11. Clip số 11. Đó. Ngoài ra những cái nứa chim ở đây thì nó cũng xem. Tại vì những cái con chim như thế nào thì mình cũng đã có những cái mã quy ước. Đó. Những cái quy định theo cái giống chim và cái dàn chim bố mẹ của mình. Thì các bạn nên nhớ là đây là những chú chim mà tôi đảm bảo là về là nó sẽ gáy luôn trong vòng mấy ngày đầu. Đó. Thì cái kênh Chim Cú Cánh Hay này thì cũng thực sự là phát triển cũng lâu rồi, với cái bề dày lịch sử cũng như cái số lượng giao dịch, như cái bản chất cũng như cái uy tín của mình đối với mọi người. Thì hy vọng rằng cái clip này nó sẽ đại diện cho một cái clip thuộc nhóm cho các bạn muốn thực sự muốn tìm một chú chim khách. Vừa chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, ong dòng, bộ ngã, được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim gai đa, trẻ than, trà thảo, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương. Đó, thì vừa rồi là xin phép các bạn là có một chút tí điện thoại, nhưng mình đang làm clip thì mình cũng không có thể tiện nghe được, bởi vì mình cũng muốn tôn trọng các bạn xem nốt cái clip này.
Thì ở đây thì nó có rất nhiều những cái sự lựa chọn cho các bạn nhé. Các bạn có thể là muốn tìm những chú chim non hơn, hoặc những chú chim có thể là cái mức giá nó có thể là trên dưới 1 triệu, hoặc là có thể là những chú chim đậm đà hơn. Thì tùy vào cái thu nhập cũng như là cái dự trù để các bạn muốn chơi một chú chim. Thì những cái chú chim này thì về cơ bản các bạn chỉ cần cho ăn lúa, uống nước và nó sẽ mang lại được cái niềm vui trong cuộc sống của các bạn. Riêng mình cũng cố gắng phát triển cái vườn trại chim cu gáy của mình làm sao để nó đầy đủ và phong phú nhất để phục vụ các bác. Đây là những chú chim là đã có sự trưởng thành nhất định mà cũng đã quả cũng khá là to. Đó, các bạn thấy là cườm vừng. Chú chim này mình đặt tên là clip số 12. Mình dí lại gần một chút cho các bạn xem. Đó. Clip số 12. Đó. Đó. Thực tế là nó là dòng chim rất là thuần chứ không phải không đâu. Các bạn phải thông cảm với tôi, dí cái máy ảnh này nó có cái dây quai đeo, nó rất là trông rất giống một con rắn. Đấy, nó con chim nuôi từ nhỏ lên bao giờ nó cái độ mặc dù nó sợ nhưng mà nó cũng ở một cái con mắt nó vẫn khác. Còn nếu mà con chim rừng thì các bạn thừa hiểu là nó rất là khác. Đó. Đây là những con chim rừng này. Các bạn nhìn này, những con chim rừng nó rất là nháo nhơ. Nên là đây, thấy chưa? Đấy, những con chim rừng này là mới bẫy được mấy hôm nay. Đó. Cũng có những con rất là đẹp, rất là đấu, rất là hăng. Đó. Đấy. Những con chim rừng này là những con chim nó đây là buổi tối nó cũng không, nó kiểu như chim về đêm thì bao giờ nó cũng thuần hơn các bạn ạ. Thế nhưng mà những con chim rừng này cũng có những con rất là tố chất, có những con rất là hay. Đó. Thế nhưng mà khu nào chim rừng là mình bảo chim rừng, khu nào bảo chim nuôi là mình bảo chim nuôi, để cho các bác cũng nắm bắt được cái tinh thần này nhé, cũng như là cái uy tín của bên mình. Con nào đẻ ra nuôi lên ở nhà giống của mình, giọng như nào mình sẽ cố gắng là chuẩn xác, và đặc biệt là giới tính nữa. Nên các bạn yên tâm là xây dựng lên để chơi, đam mê và chia sẻ là cái niềm vui cho cuộc sống cho mọi người. Nếu các bạn đăng ký kênh thì gần như là ngày nào tôi cũng có video chia sẻ về những cái vấn đề về chữa bệnh, những cái kỷ niệm trong quá trình phát triển vườn chim, cái kinh nghiệm và những cái câu chuyện vui buồn. Nó có rất cả những cái để cho sau những cái giờ làm việc căng thẳng, áp lực công việc, các bạn có thể có những đóng góp lên kênh, lên trang để cho các bạn có những cái, các bạn đam mê, các bạn yêu thích, có những cái giờ phút thư thái, đúng không ạ? Mà chúng ta nuôi chim chứ chúng ta không giết mổ chim, không có làm cái việc gì nó quá cả. Nên là các bạn yên tâm là các bạn chơi chim, đam mê nuôi chim. Mà giống chim cu gáy thì nó khác hẳn với giống chim khác. Các bạn thừa biết là nó ăn một năm chỉ mất một vài cân lúa thôi. Nó không có cái gì tốn kém cả. Mà các bạn nuôi một hai con thì tôi nghĩ là rất là đơn giản. Mỗi ngày các bạn cho ăn một lần. Thậm chí có những bạn nuôi 3 ngày cho ăn một lần, đi lái xe đường dài. Tôi đã có những khách hàng chia sẻ như vậy. Nó rất là nhàn. Mà cái phân của nó thì rất là sạch sẽ, rất là khô vón, nó không có cái gì là quá là bảo là nó hôi hám hay là nó mất vệ sinh cả. Đây, các bạn biết là đây là những con chim, cái khay hướng phân của nó đây. Đấy. Nên các bạn chỉ cần rút cái phần này ra là các bạn có thể là sạch sẽ rồi. Đây là những con chim rất là mang tính chất là đấy, con chim này là các bạn biết là này, tôi còn chưa phát hiện tố chất. Bởi vì ở trên cái đây là tôi chưa có một cái ghi chữ đánh dấu gì cả. Nhưng các bạn này nhìn cái giống chim của tôi, các bạn biết này. Giống chim rất là thuần. Đó. Cườm rất là vừng. Đó. Cườm vừng. Đấy. Bộ quả rất là to, chân đỏ. Về cơ bản những cái con như này tôi có, hiện giờ là nó có khoảng, nếu mà chi ly nó khoảng gần 100 con. Đó. Nên các bạn yên tâm là tôi sẽ phục vụ các bạn hết mình. Đầy đủ. Từ trang trại cơ sở 1, cơ sở 2 đến dưới vườn. Mà tôi nuôi thì thường là tôi bón từ nhỏ, bao giờ biết ăn tôi cho nuôi ở những cái lồng là bồ câu, người đi qua đi lại rất là gần người. Bao giờ bắt đầu đủ cườm, gáy gù mức độ như nào, con nào tố chất như nào tôi sẽ bán đúng giá cho anh em và anh em chơi dần dần lên. Còn nếu mà anh em mà chơi những con nào mà nó tuổi lồng lâu rồi thì đương nhiên là cái giá nó sẽ cứng hơn, dành cho những người có cái điều kiện kinh tế hơn một chút. Tôi muốn là đưa đến cái góc độ đại trà, nhiều người chơi được. Đặc biệt là giờ chim non, các bạn biết là chim non đây. Chim non thì nó gần như là đây là cái thế mạnh của mình. Đó. Các bạn biết là chim non thì nó như thế này. Đó.
các bạn thấy những chú chim non này thì luôn luôn được chuyển đi, gần như ngày nào cũng vậy. Bởi vì mình bán một cặp chim non một vài trăm nghìn thì mình nghĩ là các bạn có thể chơi được. Đó. Đấy, chơi một đôi cặp chim non các bạn về nuôi, có thể là sau nó sinh sản hay là nó một con đực tách ra để nó gù cho bạn tặng bạn, mình nghĩ là chơi được. Thì cái nguồn này thì nó là mang tính chất là lâu dài, bởi vì chim ngoài thiên nhiên thì thực ra là cũng cạn kiệt. Thì mình các bạn gây nuôi tạo ra sự sống, tạo ra được cái niềm vui cho mọi người, đấy là hạnh phúc, chứ không có cái gì là liên quan cả. Đó, không phạm vào cái gì cả. Đấy, mà chim non này là cái thế mạnh của bên mình. Bên mình bán chim non thì rất là đều đặn, và số lượng thì lúc nào cũng có thể là phục vụ anh em với số lượng tương đối. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn quan tâm thì hãy đăng ký kênh, và các bạn có thể liên hệ số điện thoại là 033 530982 hoặc là 0989 177982. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.